Với một số những cái thông tin ở trên mạng hiện nay thì chúng ta cũng đã biết là Asus sẽ ra một phiên bản mới nâng cấp dành cho Asus Zenfone 4, và chúng ta vẫn thường gọi nôm na đó là Asus Zenfone 4.5. Nhưng mà thực tế thì cái phiên bản Asus Zenfone 4 này thì vẫn có cái tên gọi quốc tế đó là Asus Zenfone 4. Nó chỉ khác ở cái tên mã là A450. Thì với phiên bản 4.5 inch này thì màn hình của chúng ta đã được cải thiện lên đáng kể về cả về kích thước lẫn là cả chất lượng. Màn hình ở trên chiếc A450 của chúng ta đã được tăng kích thước lên 4.5, cùng với đó là tấm nền IPS chất lượng cao thay thế cho cái tấm nền TFT với góc nhìn hạn chế. Thêm vào đó thì Asus Zenfone 4.5 cũng sẽ có một số những cái cải tiến khá đáng kể. Đó là chúng ta sẽ có cái phần mặt sau được thiết kế lại khác với cả Asus Zenfone 4. Dường như là cảm giác cầm trên tay cũng như về thiết kế nó giống Asus Zenfone 5 hơn. Chúng ta được cung cấp thêm một đèn flash LED trợ sáng khi mà chụp điều kiện thiếu sáng. Cùng với đó là camera chính được nâng cấp lên độ phân giải 8.0 megapixel. Chúng ta sẽ không còn tìm thấy cái vị trí loa ở bên cạnh camera nữa, mà thay vào đó là giải loa đã được bố trí ở phía dưới như thế này. Và có lẽ là một cái điểm mà các bạn mong chờ được cải tiến nhất ở trên Zenfone 4.5 này, đó chính là cái thời lượng pin. Nếu như Asus Zenfone 4 của chúng ta chỉ cung cấp cho thời lượng pin khoảng 1200 mAh, Asus Zenfone 4.5 đã được nâng cấp viên pin lên 1750 mAh, và với cái thời lượng pin này thì có lẽ là Asus Zenfone 4.5 sẽ hứa hẹn một cái thời gian sử dụng lâu hơn dành cho người sử dụng. Còn ngoài ra thì về phần hiệu năng cũng như là chip xử lý hay RAM, bộ nhớ trong cũng không có gì khác biệt so với Asus Zenfone 4 trước đây. Và ở đây mình cũng có một chiếc Asus Zenfone 4 thông thường của các bạn để có thể so sánh chi tiết hơn về cái phần thiết kế cũng như là về cái cải tiến về màn hình. Bên tay phải mình là Asus Zenfone 4, các bạn có thể thấy ngay cái điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là ở cái kích thước. Màn hình 4.5 inch tỏ ra ưu thế hơn so với màn hình 4 inch rất là nhiều. Cùng với đó thì nó sẽ đem lại cảm giác cầm trong tay thoải mái vừa vặn hơn là chiếc Asus Zenfone 4 là hơi bị nhỏ quá. Camera ở trên Zenfone 4.5 thì được trang bị thêm đèn flash, cùng với đó là vị trí loa thì cũng đã thay đổi. Còn lại thì các cái phím ở bên cạnh cũng không có điểm gì khác biệt, vẫn được bố trí tương tự nhau. Kể cả cổng âm thanh 3.5 vẫn được đặt ở vị trí trên đỉnh máy. Ngoài ra thì vị trí cổng sạc đã được di chuyển từ phía bên cạnh trái xuống dưới đáy của máy trên Asus Zenfone 4.5. Và điểm mình muốn nói đến đó chính là cái phần bên trong mặt lưng này. Và ở đây thì chúng ta có thể thấy rõ được sự khác biệt ngay khi mà chúng ta mở nắp lưng ra. Là Asus Zenfone 4.5 thì sẽ được trang bị viên pin gắn liền luôn ở trong máy, không thể thay thế được. Chính vì lẽ đó nên là Asus đã nâng cấp lên cái dung lượng của nó khá là cao, 1750 mAh. Còn ở trên Zenfone 4 cũ của chúng ta chỉ được trang bị một cái viên pin với dung lượng 1200 mAh như thế này thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời và thay thế. Với khoảng mức giá khoảng gần 2 triệu đồng thì Asus Zenfone 4 của chúng ta sẽ chỉ được trang bị tấm nền TFT với chất lượng hiển thị không được tốt cho lắm. Còn ở trên Asus Zenfone 4.5 thì với mức giá cao hơn một chút thì chúng ta sẽ có cái tấm nền cao cấp hơn, đó là tấm nền IPS. Như các bạn đã biết thì tấm nền IPS sẽ đem lại cho bạn chất lượng hiển thị tốt hơn cũng như là cái khả năng vượt trội về cái góc nhìn. Mình sẽ so sánh thử cho bạn về góc nhìn của hai cái sản phẩm này. Khi mà các bạn nghiêng thế này thì rõ ràng là có thể thấy là ở trên Asus Zenfone 4.5 thì hình ảnh cũng như là màu sắc vẫn được giữ nguyên. Còn lại ở trên Asus Zenfone 4 thì hầu như là chúng ta sẽ mất hết chi tiết và không còn nhìn thấy cái gì ở trên cái màn hình này nữa. Cùng với những cái sản phẩm khác cùng phân khúc giá thì có lẽ là Asus Zenfone 4.5 vẫn là một cái sự lựa chọn sáng giá để các bạn có thể nâng cấp từ Zenfone 4 lên Zenfone 4.5, cũng như là nó sẽ có một cái màn hình khá là tốt ở trong cùng tầm giá. Hiện nay thì sản phẩm Asus Zenfone 4.5 cũng chưa có phiên bản chính thức, nên là mình sẽ xin hẹn các bạn ở trong một video sắp tới lần sau để có thể đánh giá hơn chi tiết về hiệu năng của sản phẩm này cũng như là so sánh với sản phẩm Asus Zenfone 4 trước đây của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.